Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh VHB của em nha. Thì cả nhà ơi, nói chung là bây giờ mình cũng sắp tới Tết rồi đó cả nhà. Sắp tới mùa Tết rồi, Tết Tây rồi, cũng không còn nhiều lâu nữa là sẽ tới Tết ta đúng không cả nhà. Đó, thì ví dụ như là cỡ tuổi trẻ mình á, thì mình có thể mình kiếm được rất là nhiều mẫu dép cho mình luôn. Nhưng mà còn các bậc phụ huynh lắm, như là cha mẹ mình nè, hoặc là cho bà mình này kia, thì mẫu dép á, nó rất là ít. Nên là sẵn hôm nay nè, em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem, với lại chia sẻ cho cả nhà mình xem về cái mẫu dép hiện tại ở đây. Thì trước khi vào video á, cả nhà nhớ là cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký, để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu dép hơn nha. Đó, thì như lúc đầu video em đã nói, thì sẵn hôm nay em sẽ quay cái mẫu dép cho mẹ nha cả nhà. Thì nói chung là mẹ lớn tuổi, mẹ trung niên thì em không có, ở đây em có mẹ trẻ. Sẵn đây mẹ trẻ mặc cái đầm chấm vi này nè cả nhà, nên là em sẽ nhờ mẹ trẻ mang thử với lại chia sẻ cho anh chị mình coi về cái mẫu dép này ha. Thì giờ em sẽ quay sơ lược về cái mẫu dép này trước. Như anh chị mình thấy ở đây, cái mẫu dép này ở đây hiện tại em đang có là 3 màu. Nó là màu đen, màu xám với lại màu vàng đồng. Thì nói tại sao mấy cái mẫu dép này thì cho mẹ mình mang được, tại vì như cái nhà mình thấy ở đây nè, cái mẫu này á thì nó là dạng như là dạng đế đúc á mấy chế. Gót á nó cao khoảng tầm 7 phân, mà phía trước mũi nó đúc khoảng 2 phân rồi, nên là khi mà mấy mẹ mình mang nó rất là dễ. Mà cái bản quai nó là thuộc bản quai to nữa, nên là khi mà mình mang lên chân á rất là ôm lên chân. Đó, như chân chị mẹ trẻ em ở đây, mẹ trẻ em đây hiện tại đang mang là chân này là chân size 39 nha mấy chế yêu. Lên màu vàng á rất là sang. Mà cái này á mình có thể mua cho mẹ mình nè, hoặc là cho bà mình mang gì đều được hết, rất là dễ mang luôn. Cái bản quai thuộc bản quai to ở phần phía trên á, mẹ cầm lên mẹ giơ cho con mẹ. Chân ai mà có bề ngang to á cả nhà, anh mang một cái mấy cái dạng giống vậy nè cả nhà, nó sẽ ôm hết cái chân mình lại. Và bên hông bên trên nó sẽ đính những cái hộp bi nè, rất là đẹp, rất là sang. Ở ngoài sau gót này nó có những cái hàng răng răng giống vậy, đi là sẽ không sợ bị trơn trợt kìa mọi người. Mẹ mình có lớn tuổi hả, đi cũng không sợ. Ngoài sau là những cái dạng đường giống vậy, đế đúc giống vậy, đi sẽ không bị chạy xước cả nhà, đế rất là chắc, mang rất tiện luôn á mấy chế yêu. Mà mấy cái dạng quai này thuộc bản quai to, nên khi mình mang lên chân á rất là ôm. Đế là dạng đế đúc đây, phía sau đế nè mấy chế, mang rất là xinh luôn. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Trang Nghĩa nha cả nhà. Em có quay TikTok á, khung giờ 6 giờ đến 7 giờ cho mấy mẹ, nhưng mấy chị mà coi không được thì cứ bấm vô dài HB qua trang TikTok xem nha cả nhà. Rất là tiện luôn. Thì nói chung là TikTok rồi Facebook rồi à, đi đâu TikTok fanpage này, Zalo này kia, thì em có ghi ngay trên góc bên trái nè. Chị nào mà mình muốn xem mẹ trẻ em livestream á, thì nhớ vô trang TikTok của em nha. Ngày nào cũng like hết trơn á. Khung giờ buổi sáng là như từ 10:30 cho tới 11:30 nè. Còn khung giờ buổi tối á là tầm đâu khoảng 6 giờ chiều cho tới 7 giờ là em sẽ like cho anh chị mình coi ha. Đây chị đẹp em đang mang lên chân nè cả nhà. Như anh chị mình thấy ở đây, gót này là gót 5 phân, đi đâu 7 phân chứ, mà phía trước mũi nó có đúp cao lên, nên là khi mà mấy chị mình mang á cũng rất là dễ, không hề kén luôn. Mấy chị mình cứ việc mua cho mẹ mình mang đi mấy chế. Giống như Tết á, mấy cô mình hay đi chơi nè, mình mang đi tiệc, mình đi chùa, mình đi chúc Tết này kia, thì có thể mua mấy dạng dép này cho mấy cô nhà mình mang cũng được. Nó cao từ trước, nó cao ra tới sau luôn, nên là khi mà mình mang á rất là dễ, không hề kén đồ luôn nha. Cái này mình mặc với áo dài vẫn hợp nha mấy tình yêu của em ơi. Mang rất là tiện, rất là xinh luôn. Đế này là đế to nữa, nên là mang lên chân á rất là vững. Đây này mẹ trẻ mặc cái đầm này mẹ trẻ mặc cái đầm bà ngoại nên quay dép cho bà ngoại luôn. Mấy cái hàng em bán ở đây á thì gia đình em vẫn sử dụng hết trơn rồi, nên là em mới giới thiệu cho cả nhà mình coi. Bà út em nè, rồi bà ngoại nè, rồi mấy bà, nói chung là bà nào cũng mang mấy dạng này hết trơn á. Dép về là mấy bà mình hốt trước rồi. Ở dưới quê á mọi người, ở dưới quê mấy anh chị, mỗi quê đường đi thì nó lồng cộng lành cờ, nên mấy gì của em, mấy mẹ em mới lựa mấy cái đôi giống vậy nè. Gót bự giống vậy đi rất là dễ đi, tiện đi, không có sợ bị trơn, không sợ bị té nữa mấy anh chị. Mang rất là dễ mang luôn, mà có 3 màu, màu vàng, màu xám với lại màu đen. Thì màu vàng á lên chân cực kỳ sang luôn nha mấy chế. Màu đen thì là màu chủ đạo, em sẽ không nói tới màu đen. Vậy nào mà mình muốn nổi thì mình có thể lựa chọn màu vàng cho mẹ mình nè. Còn không có thể muốn sang thì mang màu xám. Còn muốn đơn giản á thì lấy màu đen
Đó, ba màu màu nào mình lên đồ cũng được hết trơn á. Tại vì ba màu này là màu chủ đạo thôi, mang cực kỳ dễ luôn. Và dép cho anh chị á, ở đây thì em có rất là nhiều, nhưng mà cho mẹ mình á, hoặc là cho bà mình thì em hơi ít mẫu, nên là có mẫu về là em giới thiệu cho anh chị mình xem liền luôn. Thì ví dụ mà anh chị mình muốn xem tham khảo thêm nhiều mẫu hơn á, có thể vào Zalo hoặc là fanpage của em, có ghim trên góc bên trái nè. Đó, có thể vô đó mà xem tham khảo mẫu. Còn muốn coi chị đẹp em livestream thì có thể vô TikTok vào các khung giờ như nãy em giới thiệu cho cả nhà. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu cho cả nhà mình coi về cái mẫu dép như thế này thôi. Nếu mà cả nhà mình yêu thích đó thì nhớ là cho em xin một like với thêm một lượt đăng ký nữa, để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu cho cả nhà mình coi được thêm nhiều mẫu dép mới hơn, với lại chia sẻ cho cả nhà mình coi được thêm nhiều mẫu hơn nha. Bây giờ cận Tết rồi cả nhà, nên là anh chị mình tranh thủ mua dép về cho mẹ mình mang Tết đi nha. Tại vì bây giờ á, hàng kiểu mẫu mã này kia em về đầy đủ hết trơn rồi, nhanh tay đặt để còn size còn hàng, chứ để chậm trễ hoặc là sẽ không có còn đủ hàng đâu. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào các video khác.